Các loại thuốc giảm đau xương khớp phổ biến. Với những cái quan niệm là đói ăn rau, đau uống thuốc, khi cơn đau xương khớp xuất hiện thì không ít người nương nhờ vào thuốc giảm đau để cảm thấy dễ chịu hơn. Trong đó các loại thuốc dưới đây thì được sử dụng phổ biến về những cái hiệu quả của nó. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Dung và trong video lần này chúng ta sẽ tìm hiểu những cái loại nhóm thuốc giảm đau xương khớp phổ biến mà các bạn thường hay sử dụng và các bác sĩ cũng hay được kê đơn. Cái ưu điểm và nhược điểm của nó như thế nào thì trong video lần này bác sĩ Dung sẽ nói kỹ hơn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kể đến nhóm thông dụng nhất, đó là nhóm giảm đau paracetamol. Có lẽ là ở tủ thuốc nhà ai cũng sẽ có cái loại thuốc này. Đây là loại thuốc giảm đau không cần kê đơn và có tác dụng giảm đau mức độ nhẹ và vừa. Cái ưu điểm của paracetamol đó là nó sẽ tương đối lành tính nếu bạn sử dụng đúng liều và có thể dễ dàng có thể mua được. Thông thường người lớn thì chúng ta sẽ dùng cái liều 500mg một lần. Còn ở trẻ con thì chúng ta phải dùng tuyệt đối theo cân nặng, từ 10 đến 15mg trên kg cân nặng. Thuốc này thì mọi người hay dùng nó cho cái việc hạ sốt nữa đúng không ạ? Tuy nhiên paracetamol, cái nhược điểm của nó là nó không có cái tác dụng chống viêm, chỉ có tác dụng giảm đau, nên là nếu như hết thuốc thì bệnh nhân lại sẽ đau lại. Và nó sẽ không cải thiện được các trường hợp viêm khớp nặng. Một ngày thì chúng ta không nên dùng quá 3 gam thuốc và mỗi lần dùng thuốc thì phải cách nhau 4 đến 6 tiếng do cái thời gian bản thải của nó là từ 4 đến 6 giờ. Do vậy nếu mà chúng ta dùng quá liều hoặc cái thời gian dùng quá sát nhau thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới gan của các bạn. Và bác sĩ Dung đã gặp rất là nhiều những ca vào viện bị viêm gan do sử dụng paracetamol quá liều. Thì các bạn lưu ý nhé. Thứ hai là nhóm kháng viêm không steroid, hay còn gọi là NSAID hay là non-steroid. Các loại này thì không có vòng steroid nên là chúng ta hay gọi là kháng viêm non-steroid và viết tắt nó là NSAID. Các hoạt chất hay được sử dụng đó là ibuprofen này. Các bạn sẽ nhìn trên bảng thành phần và thấy các chất như vậy, có celecoxib này, diclofenac này, meloxicam này. Cái ưu điểm của nó thì lại đúng với cơ chế chống viêm và cái tác dụng giảm đau rất là tốt, vì nó tác động đúng cơ chế do ức chế sản xuất cái prostaglandin, đó là chất gây ra quá trình viêm khớp. Nhưng mà cái nhược điểm thì cái tác dụng phụ lên đường tiêu hóa và các cơ quan khác khá là nhiều. Đặc biệt là bạn nào mà có bệnh lý về dạ dày trước đó thì có thể chỉ cần uống một viên này thôi cũng đã có thể khởi phát cơn đau dạ dày cấp cho các bạn. Do vậy mà thông thường khi kê đơn mà bệnh nhân có tiền thử sử bệnh dạ dày thì bác sĩ sẽ kê thêm một cái nhóm thuốc bảo vệ dạ dày nữa, và tuyệt đối là không bao giờ được phối kết hợp hai nhóm NSAID cùng với nhau. Ví dụ như là bạn uống ibuprofen, bạn lại uống thêm celecoxib hoặc diclofenac hoặc meloxicam, thì tức là khi mà chúng ta phối kết hợp hai cái nhóm cùng loại với nhau ấy, thì theo những cái nghiên cứu thì hiệu quả chống viêm giảm đau không hề tăng lên một tí nào mà cái tác dụng phụ lại tăng lên đáng kể. Do vậy mà cái này các bạn cũng hết sức lưu ý nhé. Và nhóm thứ ba là nhóm kháng viêm corticoid. Các bạn có thể là nghe rất là nhiều về cái nhóm này rồi, và nó được dùng như một cái loại thần dược chữa các bệnh lý về khớp. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy là các bà, các mẹ của chúng ta khi mà bị đau xương khớp có thể ra hiệu thuốc mua mấy cái viên bé bé đó về uống là có thể hết ngay. Thì đó có thể là có corticoid vì cái tác dụng chống viêm giảm đau cực kỳ nhanh và mạnh, tác dụng hiệu quả rất nhanh chóng, bệnh nhân sẽ dễ dàng thấy ngay tác dụng. Nên rất là nhiều người coi là thần dược và tự ý sử dụng, lạm dụng thuốc. Corticoid không xấu, nó có hiệu quả rất là tốt. Nếu như mà chúng ta sử dụng đúng thì những cái tác dụng mà nó mang lại cho bệnh nhân cực kỳ tốt. Tuy nhiên nếu như bạn lạm dụng thì sẽ có nguy cơ để lại những cái biến chứng và những di chứng không thể hồi phục được. Một số loại thuốc trên thị trường đang trá hình dạng viên uống hoặc là dạng bột, quảng cáo là thuốc y học cổ truyền và trộn corticoid vào, thì cái này các bạn nên nhớ là khi chúng ta mua thuốc thì chúng ta nên chọn những cái loại thuốc mà rõ nguồn gốc. Bởi vì sao? Đánh vào cái tâm lý là muốn khỏi nhanh, muốn đỡ nhanh và muốn trị dứt điểm. Cái tâm lý của các bạn thì sẽ có những cái quan điểm là chúng ta bắt buộc phải có cái bài thuốc nào, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể bỏ ra để trị dứt điểm cái bệnh của tôi. Nhưng thật ra không phải như thế. Khi chúng ta mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, có lẽ là bạn nào bị lâu năm cũng đã biết rồi, khi chúng ta có những cái yếu tố tác động, ví dụ như bê vác, sai tư thế hoặc là thay đổi thời tiết thì chúng ta lại bị đau.
Do vậy mà cái việc giữ gìn để nó không tái phát và cái việc giữ gìn để nó không tiến triển nặng hơn ấy, nó là một cái sự phối kết hợp của rất nhiều phương pháp, chứ không phải là chỉ cần dùng một cái loại thuốc này mà có thể là chữa dứt điểm được. Thì có điều đó là các bạn hãy loại bỏ ngay nhá. Và những cái đối tượng mà lợi dụng cái tâm lý này để bán những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy, thì mọi người cũng hết sức cảnh giác. Cái tác dụng phụ, đặc biệt là khi chúng ta dùng đường toàn thân của corticoid, là chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân là thấy mặt thì tròn xoe ra, chân thì phù đúng không ạ, tay chân thì có thể là hoặc là tay chân teo đi, hoặc là các biến chứng khác như là suy thượng thận, loãng xương khi mà chúng ta dùng đường toàn thân kéo dài, và cực kỳ nhiều tác dụng phụ lên toàn bộ cơ thể. Nói câu chuyện tác dụng phụ của nó thì phải một video chia sẻ rất là dài nữa mới hết tác dụng phụ của corticoid. Khi điều trị bệnh khớp thì trong trường hợp bệnh nhân đau quá thì có thể lựa chọn cái đường tại chỗ, đường tiêm tại chỗ, thì nó sẽ giảm cái tác dụng phụ của đường toàn thân đi. Nhóm thứ tư là thuốc giảm đau gây nghiện. Loại thuốc này thì thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhức xương khớp mức độ từ vừa đến nặng. Nó có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, giúp giảm đau nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, cái thuốc này nó chúng ta nên sử dụng một cái thời gian ngắn hạn thôi, để hạn chế cái việc nguy cơ lệ thuộc thuốc cũng như cái tác dụng phụ không mong muốn như là buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, thở chậm, chóng mặt, buồn ngủ hoặc các rối loạn tiêu hóa khác. Và cái nhóm này chỉ được kê đơn trong các trường hợp bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, hoặc những cái bệnh nhân mà bị ung thư xương khớp thì hoặc các loại ung thư khác thì thông thường sẽ cho bệnh nhân sử dụng. Thứ năm là nhóm giãn cơ. Thuốc giãn cơ thì thông thường là hay được kê đơn dành cho các bệnh nhân bị đau xương khớp, do là bản chất khi mà chúng ta bị sưng đau thì cái cơ xung quanh nó sẽ co lại, và khi được giãn cơ ra thì chúng ta sẽ đỡ đau hơn. Tùy vào cái tình trạng của mỗi người thì bác sĩ sẽ sử dụng những cái nhóm giãn cơ khác nhau. Cái biệt dược mà có lẽ là thông dụng ở trên thị trường mà mọi người có thể là hay thấy nhất đó là Mionan 50mg, hoặc các nhóm khác như là Clobenzaprine hoặc Metasalon. Thứ sáu là nhóm giảm đau thần kinh. Đối với các bạn mà có thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh, gây ra tê bì, gây ra những cái triệu chứng đau lan theo dây thần kinh, thì thông thường bác sĩ sẽ kê thêm những cái nhóm giảm đau thần kinh đại diện các nhóm hay gặp, đó là gabapentin hoặc pregabalin. Thuốc này thì các bạn hình dung là cái dẫn truyền cảm giác đau, ví dụ chúng ta bị đau ở đây, thì nó sẽ được dẫn truyền lên não để phản ánh là cái việc là các bạn đang bị đau ở đây. Thì cái giảm đau thần kinh này nó sẽ cắt cái cung phản xạ đó, dẫn đến là não sẽ không biết là các bạn bị đau ở đây. Ngoài ra khi mà sử dụng những cái nhóm này thì nó cũng có cái tác dụng giảm những cái cơn đau từ vừa đến nặng, phòng ngừa những cái bệnh liên quan, có thể được chỉ định cho một số bệnh khác như là động kinh này, hội chứng chân không yên này. Và nhóm này thì thông thường sẽ được kết hợp với các nhóm giảm đau gây nghiện. Và trên đây thì bác sĩ đã chia sẻ 6 cái nhóm thuốc hay được sử dụng trong giảm đau xương khớp. Điều trị đau luôn là thách thức y học hiện đại nói chung cũng như là đối với các bác sĩ nói riêng. Do vậy mà cái việc điều trị đau sẽ là sự phối kết hợp của rất nhiều phương án và thuốc chỉ là một phần trong số đó thôi. Chúng ta sẽ có những cái biện pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc. Do vậy mà chúng ta không nên quá lệ thuộc vào cái việc sử dụng thuốc, mà có thể nếu như cơn đau của các bạn chưa đến mức phải sử dụng thuốc thì bác sĩ chúng tôi sẽ sử dụng những cái biện pháp không dùng thuốc trước. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy giúp bác sĩ Dung chia sẻ và lan tỏa với cộng đồng để mọi người cùng nắm được các nhóm này. Và đừng quên cho bác sĩ Dung một cái lượt follow nhé. Và chúng ta sẽ theo dõi những cái video tiếp theo. Khi mà chúng ta đăng ký kênh ấy, thì chúng ta sẽ có những cái thông báo về những cái video tiếp theo về những cái nhóm thuốc này kỹ hơn. Rồi cái tác dụng phụ của nhóm thuốc này như thế nào thì trong video lần sau để bác sĩ Dung sẽ chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.